Thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin, kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 31 vừa qua đã khai trừ đảng đối với ông Chu Hảo, nguyên Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Tri thức, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nguyên thành viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Với những vi phạm có hệ thống của ông Chu Hảo, dư luận đồng tình và ủng hộ cao với cách xử lý kỷ luật nghiêm minh của đảng. Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khai trừ đảng đối với ông Chu Hảo được nhiều người đồng tình ủng hộ, bởi sau tất cả những lời nói và hành động đi ngược lời thề của mình, ông không còn xứng đáng đứng trong đội ngũ của đảng. Theo tôi đánh giá là có xứng đáng, bởi vì một cái giá trị của một cái vị để lên được là thứ trưởng, để kiêm lấy như thế là cái báo Tri thức, cho nên là như đảng ta như thế là coi là không trừ một ai là đúng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương á, qua cái kết luận vậy tôi thấy rất là thích đáng, đúng đắn. Đối với một người mà có cái tư tưởng như thế thì chúng ta cũng không cần đến họ vào đảng, ở trong đảng. Tiếng tăm của giáo sư Chu Hảo thì ai cũng biết hết, từng là một nhà nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên là giáo sư có những cái suy nghĩ trong cái thời gian gần đây đó, như vậy thì nó đã lệch lạc. Là nó không đúng theo cái đường hướng, cái chính sách của đảng và nhà nước ta. Rõ ràng là những việc làm của Chu Hảo đó, hay của một số những người khác cũng giống như Chu Hảo đó, mà với tư cách là đảng viên thì rõ ràng là anh là đi ra ngoài cái điều lệ đảng rồi. Ông đã khẳng định những điều mà ông nói, tư tưởng của ông bây giờ như vậy là cũng không còn tư cách là một đảng viên cộng sản. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc nói rằng khai trừ đảng đối với ông Chu Hảo, một trí thức được đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ tạo điều kiện đào tạo bài bản là một điều đáng tiếc, nhưng dứt khoát phải làm. Hình thức kỷ luật của đảng ta là bao giờ cũng phải đảm bảo cái nguyên tắc là đúng người, đúng tội. Đúng người, đúng. Sai đến đâu thì xử lý đến đấy. Thế và bây giờ chúng ta lại chú ý thêm cái điều kiện là để tránh cái trường hợp như Hội nghị Trung ương 4 nêu là nhẹ trên nặng dưới. Thế thì bây giờ tất cả các đảng viên thì dù là cương vị lãnh đạo nào, dù anh có học vấn như thế nào thì đều phải bình đẳng trước kỷ luật của đảng và pháp luật của nhà nước. Ông Chu Hảo là một trí thức, khi bị kỷ luật thì là những người trí thức thì chúng tôi rất cảm thấy cũng rất là buồn. Cái thứ nhất đó là đảng ta rất là trân trọng đội ngũ trí thức, rất cần những ý kiến đóng góp của trí thức. Nhưng những đóng góp đó phải với tinh thần xây dựng, và những đóng góp đó phải làm cho đảng mạnh lên, chứ không phải là những cái đóng góp mà mình làm cho đảng yếu đi. Thì những năm gần đây phải nói là những cái chủ trương chính sách của đảng, đảng ta rất cần đến cái sự đóng góp của trí thức. Thế nhưng mà không chỉ riêng ông Chu Hảo mà còn một số người nữa phát biểu với những cái tinh thần tôi cho rằng đó là thiếu xây dựng. Việc kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với ông Chu Hảo bằng hình thức khai trừ là rất là chính xác, là đúng mức. Đấy, và trong lịch sử thì trong lịch sử xây dựng đảng của chúng ta thì đây cũng không phải là trường hợp duy nhất. Đấy, chúng ta đã từng xử lý khai trừ đối với những cán bộ đảng viên cao cấp cũng có những cái quá trình cống hiến cho đảng. Đấy, nhưng mà về sau thì có cái thoái hóa biến chất, trở thành những người cơ hội. Thế thì tôi cho rằng là cái việc xử lý kỷ luật lần này đối với ông Chu Hảo là việc bình thường trong đảng. Sau việc ông Chu Hảo bị khai trừ khỏi đảng, nhiều người nói rằng việc tự tu dưỡng rèn luyện của mỗi cán bộ đảng viên, dù ở cương vị lãnh đạo hay có trình độ học vấn như thế nào, thì cũng luôn cần thiết. Nếu không, rất dễ dẫn đến kiêu ngạo và bất mãn, đi ngược lại con đường mà đảng và nhân dân đã lựa chọn.